Xin chào anh em, hôm nay cả longmobi.com sẽ giới thiệu với anh em một cái sản phẩm mới, đó là cáp co xoan của hãng Vandamme. Cáp đó co xoan hay người ta gọi là cáp đồng trục ấy anh em. Nó thì cấu tạo của cáp co xoan này nó rất là đơn giản đấy. Nó như mình viết ở trên bài viết ấy, nó gồm một cái lõi đồng bao quanh nó là chất điện ly, rồi đến một cái lớp vỏ bọc hay là còn là tiếng Anh nó gọi là lớp áo giáp đó, để chắn nhiễu, thường làm bằng đồng bệnh hoặc là bạc đó. Thì trên tay mình đang làm cái sợi cáp đồng trục của ông Vandamme đó, cáp rất là nhỏ nhỏ này thôi đó. Cái cáp đồng trục này thường là cáp kỹ thuật số nha anh em nhé, để dùng để kết nối các thiết bị kỹ thuật số truyền tín hiệu trực tiếp cho nhau. Đó, thì cáp kỹ thuật số thì có rất nhiều loại. Thứ nhất là cáp khởi đầu chính là cáp đồng trục này, xong đến cáp quang, rồi đến cáp HDMI, rồi đến một số cái cáp khác mình không tiện kể tên. Đó, thì cái cáp coxa này được gọi là cáp kỹ thuật số đầu tiên chuyên dùng, ngày xưa là chuyên dùng cho truyền hình ấy. Đó, nó truyền tín hiệu rất là tốt, nó không bị nhiễu như cáp analog. Đây, thì anh em nhìn nhá, đây là sợi cáp của Vandamme này. Anh em nhìn, mình sẽ để camera nó lấy nét đúng Vandamme. Đó. Đây mình sẽ cho lấy nét lại. Đó, đây là cáp của Vandamme nhé. Cái cáp này dài 1 mét thôi. Thì thứ hai, cái điểm đặc biệt của cáp này đó là nó sử dụng cái đầu đầu rắc Hicon của Đức. Đó, anh em nhìn rắc Hicon của Đức. Đó. Đây là hai sản phẩm, đây là sự kết hợp rất là tuyệt vời giữa một cái cáp Vandamme là của Anh còn đầu Hicon của Đức, đảm bảo truyền được tín hiệu thông suốt. Đó. Thì cái cáp này thì cũng không có gì đặc biệt cả, nhưng anh em nhìn thấy trên màn hình nó chỉ đơn giản này thôi. 1 mét. Theo công bố nhà sản xuất thì lõi đồng bên trong là đồng OFC. Đó, là đồng đã loại bỏ hoàn toàn cái đồng gần như là tinh khiết, 99,997% đó thì được gọi là tinh khiết rồi. Thì đồng tinh khiết thì nó sẽ loại bỏ được hiện tượng oxy hóa và nó sẽ cho khả năng dẫn điện rất là tốt. Đó, và thêm nữa là cái đồng, lớp đồng với đường mạ thêm bạc đấy các bạn nhé. Đồng và bạc là hai kim loại dẫn điện tốt mà có giá thành, nó có trở kháng thấp nên là truyền tín hiệu sẽ tốt nhất, và thứ hai là giá thành nó cũng là rẻ nhất rồi. Còn các kim loại khác thì trở kháng cao và giá nó cũng đắt hơn. Chính vì vậy người ta hay dùng đồng và bạc để làm dây dẫn. Đấy. Đây là cáp coxan các bạn nhé. Thì trên bài viết mình có so sánh cáp coxan với cáp cáp quang ấy. Cáp quang thì mới hơn. Thì ưu điểm và nhược điểm của hai cái cáp này mình cũng nói rồi. Nếu mà khoảng cách ngắn ấy, dưới 1 mét thì anh em nên dùng cáp coxan này thì nó sẽ tốt hơn. Nó truyền tải trực tiếp tín hiệu giữa hai thiết bị kỹ thuật số với nhau. Còn nếu mà dùng cáp quang ấy, cáp quang thì nó tốc độ cao hơn, nó ít bị nhiễu hơn, nhưng mà nó lại phải trải qua một quá trình chuyển đổi. Thứ nhất là chuyển đổi tín hiệu, thứ nhất là đầu phát nhé, chuyển đổi tín hiệu kỹ thuật số thành tín hiệu quang. Đấy, để truyền trong dây quang mà. Xong còn bên nhận thì lại nhận tín hiệu quang để giải mã lại thành tín hiệu kỹ thuật số. Đó, thì nó mất cái công đoạn như thế. Thì với cáp coxan này thì độ dài càng ngắn càng tốt, thì sẽ càng hạn chế nhiễu. Thực ra cáp coxan này nó đã hạn chế nhiễu rồi, nhưng mà với nhiều người cầu kỳ thì thế vẫn là chưa đủ. Đó. Thì anh em mua cáp coxan thì lưu ý mua loại tốt rồi, đừng mua loại vớ vẩn thì nó cũng không thay đổi nhiều lắm đâu. Nhưng mà mình cũng phải nói luôn là sự thay đổi tất cả mỗi trong hệ thống âm thanh ấy, thì mỗi thiết bị nó tốt lên một chút thì chắc chắn là âm thanh nó sẽ hay hơn. Tất nhiên là một chỉ thay đổi một thứ thì nó cũng không tạo ra sự khác biệt rõ rệt lắm, nên anh em lưu ý giùm mình. Đó, thì đây cáp coxan chất lượng cao mình đang bán của hãng Vandamme Anh Quốc. Mình có một cái video giới thiệu về hãng Vandamme này đấy, anh em nhớ tìm xem ở trên website mình nhé. Thì anh em nào có thắc mắc gì hay là có nhu cầu mua hàng thì liên hệ với mình, comment lại bên dưới hoặc là call trực tiếp số điện thoại trên màn hình. Đây, mình sẽ giới thiệu lại cái cáp coxan này cho anh xem. Đó, anh em nhìn thấy chưa? Đầu Hicon của Đức, mạ vàng rất là tuyệt.
Đó, sản phẩm của Đức thì không không phải bàn cãi rồi, chính xác tuyệt đối luôn và chất lượng rất là cao. Người Đức làm một cái sản phẩm mà có thể dùng được 100 năm cơ mà nhá. Đó. Và cái cáp quát xoan này trở kháng của nó là 75 ôm nha anh em nhé. Nó rất tốt, dùng rất tốt. Thì nhiều người đánh giá thì có cáp quát xoan này nó cho âm trầm dày hơn. Đó. Thì một lần nữa anh em nào mua hàng thì liên hệ với mình theo số điện thoại trên màn hình hoặc là comment lại bên dưới. Cảm ơn anh em.